Và Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Tiếp đến những cuốn video chúng ta giao lưu với hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Đây là một tác phẩm xanh Nam Điền, một cây xanh mà thoạt ngắm có những cái đường nét cũng rất là khó. Quái lắm ạ. Vâng, các anh tuốt hết lá rồi, nhìn rất hấp dẫn luôn. Quái chơi lâu rồi, chơi sâu lắm. Đo cái điểm nút thắt này. Vâng. Đo điểm nút thắt này là bằng 32 anh em nhé. Cao từ mặt chậu lên 80. Tàm là mét 1. Thế được chạy có lọc. Quái. Chơi sâu, chơi lâu thì sâu rồi. Và cái tuổi già của cây thì rất là cao rồi, bởi vì tôi thấy là lên tại kẽ dăm trên ngọn này, địa y bám rất nhiều. Vâng, cây xanh này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh ơi? Cây này báo với anh em là bằng 28 triệu ạ. Vâng, 28 triệu, bao ship toàn quốc ấy. Vâng. Vâng, một cái giá là rất là sát và kết hợp với những cái tuần lễ cuối năm. Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long cũng có một cái tri ân để chúng ta gần gũi và có thể tiếp cận được một số những cái tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Ví dụ như đây là một cây xanh mà với cái giá 28 triệu tôi nghĩ là rất là hợp lý rồi. Dễ chơi. Vâng. Chúng ta đến với hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long qua số điện thoại của anh Trần Hoài và Trần Hiệp. Và chia tay với một cây xanh Nam Điền có những cái đường nét rất là nghệ thuật, chúng ta di chuyển tiếp. Và đến với một cây si này. Si quốc hồng này anh em. Cọc làng này. 62 này. Cao 50 này. Tàn 70 này. Thế lại có cái cung cung này hay nhỉ. Quái đấy bác này. Sau này cái chỗ này nó lại liền nữa thì buồn cười quá. Chắc chắn là nó liền rồi. Vì thằng si thằng xanh nó là nó cắn vỏ nhanh lắm. Rồi. Bao tiền cái này anh? 2,5 triệu ạ. Vâng. Vâng, ngoài ra thì còn có một số những cây trang trí ngày xuân, ví dụ như những cây hoa dâm bụt Thái này, còn gọi là dâm bụt ớt, hoa rất là sặc sỡ. Các bác có nhu cầu thì alo đến số của các anh Hiệp và anh Hoài. Tiếp đến là một cây ổi tàu. Cây ổi này có cái dáng trực huyền, buông dưới hồ coi là cũng khá là đẹp. Dáng rất đẹp. Chiều cao 55 bác ạ. Tàn từ 1m6. Tác phẩm này báo anh em là 3,2 triệu. Và cây ổi tàu 3,2 triệu rất hợp với mặt hồ coi. Được đấy. 3,2 triệu. Rồi. Hợp tác xã các anh vừa làm một cái vị trí ngồi thưởng trà
ở cái vị trí mới rất đẹp và khang trang, để dành cho cái khoảng không ở cái vị trí cũ chính là chỗ này này, để cho nó thông thoáng và chơi cây rất đẹp. Và tiếp tục với một cây hoa đỗ quyên. Điểm này là bằng 36, cao 48, tàn 60. Tác phẩm đỗ quyên này báo anh em giá bằng 20 triệu. Và vâng, anh em chúng ta đến với một cây tường vi. Quanh 30. Tàn đổ 190. Cao 35. Tác phẩm này báo anh em là giá 4 triệu rưỡi. Và tiếp tục là một cây xanh. Xanh Nam Biển đấy, dáng nó rất là nghệ thuật anh em. Quanh bằng 62. Cao thì mặt trâu lên 1m15. Tàn 1m1. Tác phẩm này báo anh em giá bằng 20 triệu. Vâng, và đây là cây si. Si này si tai chuột anh em nhé. Đây đo cả cái bệ nó này. 55. Cao từ mặt chậu nên là 42. Tàn là 50. Cây này báo anh em là giá là 8 triệu. Rồi. Quanh điểm này là 70 này. Cao thì mặt chậu lên 55 này. Tàn 80 này. Tác phẩm này báo anh em 14 triệu. Đang ra lộc rồi. Bận lộc. Cái này vặt lâu chưa? Vâng. Cái này anh em vặt được tháng rồi bác. Đang vặt. Đây. Cái này chỉ xong Tết cái là bật hết ra này, lá đỏ rất đẹp. Cây túc này mà chơi xong Tết là bật độc là rất là đẹp đấy bạn. Vâng, anh vừa báo là bao nhiêu nhỉ? 14 triệu. Đấy, thân thì giả cũng là rất là giả. 14 triệu. Bắn lộc mà lại đeo đầy quả vào đây nữa thì rất tuyệt vời đấy. Đấy. Rồi, tiếp tục nhé. Đến cái lô tùng la hán nhỏ nhỏ này này. Vâng, ai có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây ở cái dãy này. Đo cây thứ nhất. Cây thứ nhất là hoành rồi 9. Cao 45. Tàn 45. Thôi, được rồi, cây đấy bài giá bao nhiêu? Đồng giá anh em là 900k. 900k không phải đo nhá. Vâng, không phải đo giá. Đo một cây này thôi. Vâng. Cây này là cây này. Số 1900 này. Vâng. Cây số 2 này cũng cây thế số này. Số 2 này. Vâng. Và bên này cây số 3 nhặt bỏ hai cái lá. Vâng. Này, nhặt bỏ hai cái lá nó rụng xuống này. Rồi, rồi, rồi. Đây là số 3, số 4 và số 5. Cây số 5 với cây số 1 mà để cạnh nhau đúng là một cặp đôi quá đẹp. Vâng. Để các ông để không có một cái. Vâng. Cái ý tưởng. Đây, anh bê cây số 5 sang bên này đi. Các bà anh bê số 5 sang đây. Các bà
đây để anh em người ta chơi hai cây này nó gần như hai giọt nước. Này, để thế này để cho nó lên hình nó đẹp chị. Tức là 900 một cây. Hai cây này là 1.8 triệu này. Nào anh đặt cây kia vào cái vị trí đi. Đúng hướng luôn. Đẹp chưa? Rồi. Xong nhá. Đấy cây này nó xong này, nó đẹp xong này. Thế hai cây này nó đối nhau thì coi như nó quánh cứ mỗi cây một bên. Hai cây này đẹp rồi. Cũng là 900 đúng không? Ừ trời ơi. Xếp đặt thôi được rồi, sau đi, đi. Đấy, ra mụt ớt các anh còn nhiều lắm mà. Các bác yêu thích thì alo đến thôi. Đây là cây xanh quê. Châu Đồng Nai. Cao lên 90. Tàn tầm 1.5 m này. Cây này báo anh em là giá 10 triệu nhé. Chỗ này Đồng Nai là mấy triệu? Giá 10 triệu. Vâng. Rồi. Đây là hai cây dâu. Bao tiền một cây dâu anh ạ? 500 một cây. 500 cây dâu. Dâu tằm rất sai quả đây. Tí nữa chín đỏ au luôn. 500 một cây. Bên này là cây tùng cối. Mini giá bao nhiêu? Cây này 600. Vâng. Cây này 800. Cây này 800. Dáng rất là điệu, hoàn tù tì. Nghệ thuật lắm. Rồi. Bệ. B này là 156 này. Và cao từ mặt chậu nên là 1m15. Tàn tầm 1m6. Tác phẩm này báo anh em là bằng 70 triệu. Triệu anh em nhé. Rồi. Vâng, trước khi kết thúc cuốn video này chúng ta đến với một cây xanh dáng siêu. Xanh Nam Điền. Cây này cốt cách đẹp đấy. Rồi. Khoảng 40 anh em nhá. Cao bằng 66. Tam 60. Tác phẩm xanh này báo anh em là bằng 12 triệu. Dễ đẹp quá là hợp ấy. Dễ. Cái này 12 triệu. 12 triệu. À. Cái này vặt dăm thì đẹp lắm mà. Vặt dăm ở đây đẹp. Rồi, và Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video tại đây để chúng ta di chuyển tiếp đến những cuốn tiếp theo. Cùng nhau giao lưu và chia sẻ với Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, địa chỉ xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội.